Xin chào buổi tối tất cả mọi người. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang ở trên đường Nguyễn Trãi của quận 5 nha. Và ngày hôm nay khi đến đây thì mình muốn giới thiệu đến cả nhà một quán bánh canh giò heo rất là nổi tiếng ở khu vực này, đang bán ở phía trong này, rất là đông khách ha. Quán này thì mình đi qua đây lúc nào cũng tầm khoảng 4 rưỡi, 5 giờ, 6 giờ chiều, lúc nào mình cũng thấy đông khách cả. Cái quán này thì nó bán 24/24 nha các bạn, cho nên là các bạn đi qua giờ nào thì cũng có thể ăn được hết á. Địa chỉ chính xác đây là số 487 đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, Sài Gòn nhé. Đây là quán bánh canh giò heo 487. Mình giới thiệu một chút xíu mình đi đến đây nhá. Ở đây là cái đường Nguyễn Trãi nhá, ngay ngã tư của đường Nguyễn Trãi và đường Trần Phú luôn. Đấy, đây là ngã tư của đường Nguyễn Trãi và đường Trần Phú nha. Hướng bên kia là đường Trần Phú, hướng thẳng này là đường Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Trãi này thì đi ra khúc cuối mà kia là đường Nguyễn Văn Cừ, rồi đi ra khu vực quận nhất nha. Còn cái hướng ngược là đây là đi ra đường Nguyễn Tri Phương, rồi đi về phía quận 11, quận 10, quận 11 hướng này nhá. Rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phía trong tìm hiểu xem bánh canh đấy có gì hấp dẫn mà người ta lại ăn đông đến như vậy nha. Cả sáng dọn vô, cả chiều dọn ra. Ủa, tức là cái này là bán 24/24 hả? Dạ, hai buổi luôn. Ồ, tức là cái này là bán 24/24 các bạn ạ, tức là sáng bán 1 ca, chiều bán 1 ca. Dạ. À, sáng là mấy giờ bán rồi chứ? Sáng 6 giờ là dọn ra. Vâng, dạ. Là bán... 6 giờ rưỡi rồi có ăn. Tại vì giờ này em nắm cũng gần hết rồi, chiều hơi bị nhiều. Có chiều hơi bị nhiều hả? Đây là bà chủ đó các bạn, chủ nãy giờ là xưng danh là bà chủ thôi mà thực ra làm chạy bàn. Chị tên gì chị? Anh Ngọc. Tại em đứng bán cho chạy người này đứng chính là người này bán, rồi em là chạy bàn quản lý. Vâng, đấy. Người ta nói thường là trong một công ty là giám đốc là phải làm nhiều nhất, nhưng cô có oxy nữa này, bà chủ nãy giờ thấy chạy bàn không? nghe cái câu nói đó em chịu á. Ngày xưa cái duyên nào mà mình đến với cái món bánh canh giò heo? Cái món này là tại vì như hai chồng em nghĩ ra cái bán món này, cái tự nhiên bán được tới giờ bây giờ luôn, từ 7-8 năm mà. Ồ vậy hả? Dạ. Là hai vợ chồng anh chị là đầu tiên trước có bán cái gì trước không? Không, lúc trước là chưa bán gì chứ, mở ra là bán được tới bây giờ. Ồ, là bán đây luôn. Như mình có duyên bán cái món này. Đây là chị gái sinh ra để bán bánh canh giò heo. Như cái gì bán cái món này nên cũng như là chợ Phạt Thương bán cũng được thôi. Vâng. Dạ. Là từ mới ra làm bằng người đây luôn đó chị. Dạ, mới ra này, lúc trước em bán ngoài đây vô nhà 24 năm rồi. Là 4 năm rồi, tức là bán gọi là bán vỉa hè. Trong dần là bán để bán dần thuê luôn cái khu này luôn. Thuê luôn chỗ này luôn. Ồ, thế là vừa đó các bạn ạ, bán cái vỉa hè lấn mải một trong khu này luôn. Dạ. Quá trời luôn. Một lần anh đi qua đây này, đặc biệt là khoảng lúc 5 giờ rưỡi, 6 giờ, dạ, thấy đông lắm. Và một cái tù giò heo rất là đầy luôn. Dạ, vậy thì một ngày mình làm hết khoảng nhiêu ký giò này chị? Buổi chiều không thì bán 60. 60 ký? Dạ, buổi sáng thì bán 40. À, tức là ngày là cả trăm ký giò đó các bạn ạ. Như là chủ yếu là của em là giò. Dạ. Còn món phụ là mấy kia là như là mời lòng gà như kèm ăn kèm theo. À. Với xương cây là cũng ngon, nói chung là món cây là món chính đó. Món xương cây của mình. À. Anh quay cái cây nhả lấy cái cây lên cho anh coi, cái cây là cũng là món chính. Hai bọc bánh canh về cái cây là gì đó. Bây giờ món chính là món cây. Cây xương cây này ha. Dạ. Ví dụ như ở đây là bánh cây xương cây là mình bán giá bao nhiêu? Dạ, bình thường là cây là 47, còn thập cảnh có cây luôn là 54. Dạ. Nước dùng hả chị? Nước dùng. Dạ. Ồ, cái này nước dùng hấp dẫn quá các bạn ơi. Ở dưới này có xương gì không chị? Có giò, xương này đủ hết anh. Dưới này luôn hả? Dạ, dạ, ngâm ở dưới này cho ngon. Cái này là huyết không à? Nó dưới là huyết không à? Dạ, nước huyết. Rồi, ở đây là mình chủ yếu là em thấy chủ yếu nhiều đấy là giò chị nhỉ? Dạ. Ở đây em thấy bên này là giò gì đây? Giò nạc. Giò nạc. Cái này giò phanh nạc. Giò phanh nạc. Này dạ. Là da chả, da chả, phèo, phèo, viên, bò viên. Dạ. Cái này là bò hay là heo? Heo viên, heo viên. Heo viên. Dạ. Cái này xương cây, xương cây, xương nạc, xương nạc, với xương ống, xương ống, giò gân, giò gân, giò nạc. Dạ. Ở đây là khách tới là người ta ăn phần nào là nhiều nhất chị? Dạ, ăn giò gân là nhiều. Giò gân là nhiều ha. Dạ. Ở đây mình có những cái giá bán nó như thế nào vậy chị? Thập cẩm giò là 54.000. Vâng. Dạ. Thập cẩm không giò 50. Vâng. Với tô giò bình thường thì 47. 47.000. Dạ. Mắc nhất tôi có ở đây mình có tô đặc biệt không? Có anh, đặc biệt hai cục giò 72.000. 72.000 là mắc nhất. Dạ. Và ví dụ đặc biệt mà có cái giò thịt là thì sao? Cái xương thì giò với xương cây là đặc biệt thấp cẩm luôn là 72. 72.000 tôi mắc nhất được bán mình. Còn rẻ nhất là 47. 47.000. Dạ. Bình thường là mình có một năm mình có nghỉ ngày nào không chị? Như không có nghỉ ngày nào, tại vì có nhà có công chuyện gì mới nghỉ thôi. Dạ, chứ không có nghỉ. Đấy, là quán này là bán xuyên suốt cả năm nha các bạn, không nghỉ ngày nào nha, cho nên là hướng ăn ngày nào các bạn có thể tới thoải mái nha. Mình có chi nhánh nào không chị hay là ở đây? Dạ không, chỉ em có một thôi. Dạ.
mình có bán quà app các kiểu chưa? App thì trên Now á anh có ờ. Anh bấm vô là bánh canh về theo Nguyễn Trãi á, 487 là ra trên Now là. Dạ, thường thường em thấy là các cái tên app là người ta có nâng giá lên chênh lệch một chút á, quán mình có nâng giá lên tên app không chị? Dạ không, như em bán ở đây nhiêu là trên Now là nhiêu, ý trên không có nâng giá lên. À, đấy các bạn ơi, như vậy là bánh canh giò heo của chị là ở trên app là không có tăng giá nha, tức là bán y giá ở đây luôn. À, các bạn có chịu thêm phí ship, cái phí ship của app thôi chứ còn không có bị tăng giá. Ủa, em thấy là thường là app nó kết cấu của mình phần trăm cao mà mình tăng giá lên. Dạ không, cái nói là em là lấy giá như là app nhà nhiều à, chứ không có bán lên giá này. Nhiều người người ta như lên một món 2.000, 2.000 người ta không có chịu. Vâng. Đấy. Nhiều khách hàng quen là ăn lợn hoài một tuần có khi ta lợn 5 ngày. Tuần lại 5 ngày các bạn ạ. Chắc em mình như ông này ông đăng kết bà chủ rồi. Như cảm thấy anh ăn mà món nước đèo em ngon là em lợi ăn cảm như ghiền, anh lợi ăn hoài. À đúng rồi, thường thường em thấy cứ mỗi quán, cái phần này là bao nhiêu chị? Dạ anh là 54 nè. 54 ngàn nè. Đây là cái menu của quán nha. Mình thấy ở đây thì có cả sủi cào nữa các bạn ơi. Có sủi cào, mì sủi cào nữa. Rồi có bánh canh. Thì mình thấy là giá là từ 20 ngàn cho tới đắt nhất là 54 ngàn nha các bạn. Đấy, giá từ 20 đến 54 ngàn nha. Ngoài ra thì bên cạnh thì mình thấy có một số loại nước mát như là nước bông cúc, rồi răng biển, rồi là sữa hạt sen, rồi chanh dây, tắc ép. Đấy, cái menu các bạn có thể tham khảo qua nhé. Ở bên này thì mình thấy là một cái khu vực có một cô đang trụng bún liên tục này. Bún mà rau là để góc bên này. Đấy, cái nồi rất là hấp dẫn, rất là nhiều xương. Bên này thì mình thấy là khu vực trụng bún là mình thấy là có bánh trụng bánh canh nữa luôn. Ở đây mình thấy có bánh canh nè các bạn này. Rồi đây này là mình thấy có con nuôi này, có hủ tiếu này, rồi có bánh phở này. Rồi ở đây mình còn thấy có cả thêm là mì, cái này là mì trứng nha các bạn. Nói chung là mình thấy quán bố trí cũng khá là sạch sẽ các bạn ạ. Khâu nào ra khâu đó. À, rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra hai phần, một phần bình thường và một phần đặc biệt. Đây là phần bình thường. Đấy, một cái tô khá là lớn luôn các bạn ạ. Phần này thì có giá là 47 ngàn. Còn cái canh rất là lớn nha, một cái miếng giò rất là khủng bố luôn nè. Rồi thấy cục giò, thấy hành tráng, thấy cục giò là thấy muốn bằng được cái tô luôn rồi. Đây là giò giò gân nha các bạn. Ở đây thì có giò gân và giò nạc. Nếu các bạn nào muốn ăn nạc thì gọi giò nạc, các bạn nào muốn vừa có da giòn mà có gân ăn giòn sạch thì gọi giò gân nha. Ở đây thì hôm nay mình gọi một cái phần giò gân. Đấy, có gân có nạc, cái cục giò rất là lớn. Một cục giò rất là lớn. Rồi mình thấy có da heo này, chả cá này, huyết này. Rồi là bánh canh ở dưới này, rau nêm này. Đấy. Và hành lá, hành phi. Đấy, một phần một tô khá là lớn như thế này có giá chỉ là 47 ngàn thôi các bạn ạ. Nha. Còn đây là một cái phần đặc biệt. Phần này thì có giá là 80 ngàn. Tức là phần này là tập cầm tất cả những cái phần có ở quán. Ở đây thì mình thấy có một cục giò cũng khá là lớn luôn. Đấy, rồi có cũng có da heo, có chả cá. Phần 80 ngàn thì sẽ có thêm cái phần lòng dồi thế này, lòng non thế này này. Rồi có huyết, có chả heo nha. Ở đây không phải chả bò nha các bạn, chả heo. Bánh canh giò heo là dùng chả heo luôn. Rồi này chả cá. Đấy, và đặc biệt là khi các bạn gọi phần 80 ngàn thì sẽ có một cái bánh, một cái sườn cây như thế này. Ôi, cái sườn cây hấp dẫn chưa? Được hầm rất là mềm nhá. Rồi cũng có rau nêm, có bánh canh, rồi có tỏi phi phía trên, tiêu phía trên. Đấy, một tô rất là hấp dẫn này có giá là 80 ngàn. Ăn kèm theo đó thì mình thấy có một thìa rau trùng, có giá, có hẹ và có gốc hành. Nói chung là mình thấy cái phần nó khá là đầy đặn đấy các bạn ạ. Nhìn thôi là thấy hấp dẫn rồi. Ở đây thì mình thấy có cái gì đây, có rất là nhiều cái ly ở đây, nhiều cái chén ở đây. Đây là những cái đồ nước chấm ăn kèm. Ở đây thì mình thấy là có cái này là sa tế này, rồi là ớt muối này, ớt lát và chanh, tương ớt tương cà. Các bạn muốn ăn cái gì chấm đó nha. Mình thì thích tương ớt tương cà đổ lộn với nhau cho chút ớt, cho ít chanh là tuyệt vời rồi. Đấy, cho một lát ớt rồi bắt miếng canh vào. Bên cạnh có thể có chén nước chấm à. Ở đây nha, mình thấy có những cái hũ mắm mặn nha, nước mắm mặn nha, hoặc là nước tương.
xì dầu đấy. Cái này là bạn nào có thể pha cái nước chấm tùy thích của mình nhá. Bạn nào mà ở miền Tây có thể pha mắm ngọt, hoặc ở miền Bắc, miền Trung cũng có thể pha mắm mặn tùy ý nha. Còn hôm nay thì mình pha theo cái kiểu miền Nam, tương ớt, tương cà lột với nhau. Đấy. Ồ, cái nước lèo nè các bạn ơi, nước lèo rất là trong nha. Này các bạn để ý nha. Nói chung là cái nước lèo trong thì cũng không phải là cái gì đâu, nhưng mà thực ra là cái nước lèo trong là chứng tỏ là ở cái chỗ đó là người ta làm kỹ lưỡng. Thường thường ở trong cái lúc mà ninh xương để làm nước dùng á, nếu mà ở đâu mà người ta mà làm kỳ lượng á thì cái nước lèo nó sẽ trong một như thế này nè. Còn mà khi mà các bạn mà đến những cái quán mà múc ra mà thấy cái nước có cần trong á, là chứng tỏ cái quán đó người ta không có bớt nước lèo, không có bớt bọt trong quá trình ninh xương. Cho nên nước sẽ có cợn, còn đây nước không có cợn là chứng tỏ là người ta làm rất là kỳ. Ha, nước lèo thơm quá, trong và thơm. Ồ, quá ngon. Này cho thêm nước lèo em. Dạ. Được cho thêm một chén nước lèo các bạn ạ. Chắc hồi này chỉ sợ mình quay phim lâu quá nó bị nguội á, nên chỉ cho thêm một chén nước lèo. Cảm ơn chị. Ồ, cái nước lèo rất là thơm và ngọt các bạn ạ. Ngọt thanh, ngọt dịu. Thơm quá cả nhà ơi. Thôi mời cả nhà nhá. Húp miếng nước lèo trước, rồi bây giờ mới mời. Đấy, cho ít rau sống vô. Ồ, đang bị rớt cái ba lô. Ở đây có gốc hành á, rất là thích các bạn ơi. Nhìn cái tô nó đầy ắp luôn này. Đây các bạn này, có thể quay gần miếng sườn cây này. Ồ, quá trời ngon luôn. Tu cha ơi, cái miếng sườn cây này có mỡ có nạc này, hầm rất là kỹ rồi. Mình có cảm tưởng nó rất là mềm rồi. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa. Đấy, chấm với một chút xíu tương ớt tương cà, thế là quá ngon rồi. Thơm phức. Quá đã không? Ủa các bạn ơi, cái này tương này không phải tương cà các bạn ơi. Cái này không phải là tương cà mà là tương phở các bạn ạ. Bụi khăn. Ồ, cái miếng giò này cái hầm rất là mềm. Hầm mềm lắm các bạn ạ. Cái thịt của trường cây nó có mỡ có nạc, nó ít mỡ lắm nhưng mà nó đủ để làm cho cái miếng trường nó mềm á. Ồ, ăn đã quá. Cắn thành miếng phải xứng đáng đồng tiền. Quá đã các bạn ơi. Có cái trường cây này có cái tay cầm nó khỏi bị dơ, không bị dính tay á, cũng rất là thích. Cái này các bạn có thể gọi là bánh canh giò he hoặc là bánh canh sườn cây cũng được nha. Phần này có mỡ có nạc à. Mình thấy cái nước dùng ở đấy các bạn, nó mang cái hậu ngọt, ngọt thanh, ngọt dịu, nó mang cái hậu ngọt nhiều. Mình nghĩ đây là cái hậu vị của người miền Nam nhiều hơn các bạn ạ. Nó không có mặn mặn ngọt ngọt mà nó có mang cái hậu ngọt rõ ràng luôn. Hậu ngọt, ngọt dịu của người miền Nam. Đây là cái giò. Trời ơi, cái giò nó lớn quá các bạn ơi. Ăn cái món này thì các bạn đừng có ngại bốc tay nha. Mình nghĩ cái này mà dùng cái đũa không là hơi bị khó ăn đấy. Đấy, úi dồi. Đây, 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 đây. Ăn cái này là phải có chiêu các bạn ơi. Lấy nước sốt test lên xong mới gặp. Cái giò được hầm rất là mềm à. Cái này là giò gân nha. Đây các bạn thấy gân không? Gân mà lập một lớp da bên ngoài cho đến một lớp gân. Ăn giò gân ấy thường thường nó rất là giòn và nó giòn sạch á. Nó hơi mùn mùn lớp da bên ngoài mà bên trong nó giòn, ăn rất là ngon.
Còn bạn nào thích ăn dầu nạc có thể ăn nha, nhưng mà riêng mình thì mình rất là thích ăn dầu gân. Cái giò được hầm mềm lắm rồi. Đây này các bạn ơi, phở nhảy cái nó ra luôn này. Ồ, cái nước vịt ngon chưa? Quá đà các bạn ạ. Nói thật với các bạn là mới ăn hết cái cục giò với cái sườn cây không mà muốn no rồi các bạn ơi. Ăn nãy giờ mà trong cái tô còn rất là nhiều các bạn ạ. Ăn hai phần là muốn no rồi. Đấy, đây là cái phần da heo. Da heo được làm rất là sạch nha. Không có lông heo nữa. Đây còn có huyết nữa các bạn, ở đây chúng ta sẽ có hai cục huyết. Này chắc huyết heo các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy có một cục viên heo này. Cứ một phần là phải có một cục bò viên heo như thế này nha. Nói chung là mình thấy một cái tô rất lượng các bạn ạ. Ăn cái topping không mà no, tô 80.000 là hết topping là no à. Anh tên gì anh? Anh tên Tuấn. Anh Tuấn, anh có hay ăn bánh canh ở đây không? Cũng hay ăn, tuần anh ghé ăn bình quân khoảng lần hai lần. Thế là anh Tuấn là gọi là khách mối luôn đó anh ạ. Các bạn ạ. Cái này anh thấy bánh canh đây có gì đặc biệt anh? Đặc biệt là cái hương vị á, cái hương vị ở đây nó nấu theo kiểu miền Tây. Miền Tây. Miền Nam ăn rất là dễ nhưng mà cũng không phải là ngọt lắm. Tức là miền Tây thì ăn rất là ngọt nhưng mà ở đây đã được điều chỉnh lại cho nó phù hợp, cái vị nó phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng ở Sài Gòn. Nó cũng vừa đấy ha. Vừa, nói chung ăn đủ vị và vừa. Vâng. Và đặc biệt cái giá bán thì cũng hợp lý. Nó không phải là mắc. Vâng. Hôm nay anh gọi tô này là bao nhiêu đây? Anh không nhớ giá tại vì anh ăn anh cũng ít để, nhưng mà anh nhớ là khoảng 50.000 trở lại thôi. 50.000 trở lại. Ừ. Anh thấy cái giá đó nó sao anh, nó so với cái tô đó? So với những cái chỗ anh ăn, những chỗ khác mà chất lượng như vậy thì nó rẻ hơn. Có những chỗ khác họ bán 65.000. Vâng. Đấy là cái câu này cũng tương đối anh ha. Tương đối ok. Đấy, tức là cái khẩu vị thì anh có từng ăn những cái bánh canh ở chỗ khác nhiều không? Cũng nhiều. Anh thấy ở đây nó gì đặc biệt hơn chỗ khác? Ví dụ đặc biệt hơn chỗ khác là ở đây họ có những cái phần như là mình ăn thịt hoài thì nó cũng ngán. Thì họ có giò nè, xương nè, nhưng mà họ làm rất là mềm. Và đặc biệt là cái phần xương họ làm á, khi mà ăn á thịt nó tách ra rất là dễ. Vâng. Cái đó là cái đặc biệt. Ồ, đấy các bạn. Đấy. Rồi, cảm ơn anh nhiều, chúc anh ngon miệng nhé. Rồi, cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Đấy, đây là một anh khách nói chung là anh của quán thường xuyên các bạn ạ. Anh có hay ăn bánh canh ở đây không? Dạ, em có. Anh thấy bánh canh đây sao? Dạ, em thấy ngon. Anh ăn đây nhiều lần chưa? Dạ, cũng được vài lần. Vài lần rồi hả? Dạ. Anh thấy bánh canh đây có gì đặc biệt hơn với những chủ khác mà anh nhà từng ăn? Dạ em thấy ở đây nấu nó nước nó ngọt lắm. Nước ngọt ha. Dạ. Rồi. Với lại nó không có nhiều bột ngọt. Không có nhiều bột ngọt. Dạ. Rồi còn về cái chất lượng của bánh canh sao? Ở đây là hôm nay là hai mẹ con hả? Dạ hai mẹ con. Cô thấy sao cô? Rất là ngon. Rất là ngon. Cô có hay ăn bánh canh ở đây không? Đúng rồi có. Cô em là ăn thường xuyên lắm. Ăn thường xuyên luôn hả? Cô có từng ăn bánh canh ở đâu khác chưa? Cũng nhiều chỗ nhưng mà thấy ăn ở đây là ngon. Là ngon ha. Cho nên là mới ghé lại. Vâng, thấy ngọt cái hôm nay là hai mẹ con là ở đây là em thấy hình như là một cái tô này 50 mấy ngàn không? Không biết giá nhưng mà là kêu bánh canh giò, bánh canh giò nạc. Vâng, bánh canh giò nạc, đây là không biết giá, hình như là 54 ngàn thì phải. Thế mà cái tô này 54 ngàn, cô thấy thì sao? Thì so với mặt bằng chung bây giờ giá cả lên thì nó vậy, chứ nếu mà so với xăng đứng lên thì hơi mắc. Bây giờ xăng lên thì đúng rồi. Nói chung mình ăn được là thì giá cả chấp nhận được. Còn hai anh thấy sao nếu mà cái giá mà 54.000 tô này thì anh thấy sao? Dạ em thấy cũng được rồi, tại vì chất lượng cũng rất là ngon. Rất là ngon à. Dạ giống như ở nhà nấu vậy. Rồi cảm ơn anh nha, cảm ơn cô nha, chúc hai mẹ con ngon miệng nha. Dạ.